tôi chưa bao giờ thấy một người trang điểm tuyệt vời như vậy. Trên máy bay, người đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, nhìn thấy người phụ nữ lấy ra kem nền dạng lỏng dạng lên mặt. Người đàn ông lớn tiếng ngăn cản, làm như vậy sẽ rất thê thảm, hãy đắp mặt nạ trước đi. Người phụ nữ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo. Sau khi đắp mặt nạ xong, người phụ nữ cầm phấn mắt lên. Lại không đúng, da cô là màu lạnh điển hình của mùa hè, màu đậm quá không hợp với cô, chọn cái thứ hai dưới cùng bên phải. Người phụ nữ tô xong, đúng là không tồi, cô tiếp tục xin người đàn ông chỉ bảo. Cuối cùng là son, nhìn thấy màu sắc đốt mắt này, người đàn ông không chịu nổi nữa. Cô gái mộc mạc trong phút chốc biến thành nữ thần. Còn anh ta chính là chuyên gia trang điểm hàng đầu Cha Jung Hyuk. Bất cứ khuôn mặt nào qua tay anh ta đều có thể có một dung mạo hoàn mỹ. Bây giờ anh ta sẽ đến trang điểm cho một cô gái trong cuộc thi chọn thần tượng. Anh ta vừa đã nhìn chúng cô gái Han So Eun mộc mạc, quyết định sẽ trang điểm độc quyền cho cô, thay đổi tất cả màu son và màu mắt cô thường dùng. Sau khi trang điểm, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ trang điểm mắt đơn giản đã lập tức khiến So Eun trở nên khác biệt. Nhưng So Eun lại có vẻ không vui, cô gọi Jung Hyuk ra ngoài, yêu cầu anh thay đổi cách trang điểm. Nhưng Jung Hyuk rất tự tin vào kỹ thuật trang điểm của mình. Thế là So Eun một mình đi vào phòng nghỉ ngơi. So Eun đã luyện tập 10 năm, khao khát được ra mắt, nhưng sợ bản thân bây giờ quá xinh đẹp, người hâm mộ sẽ không nhận ra, cô quyết định lau sạch phấn lấp lánh trên mắt, tự mình trang điểm lại. Điều này không phải là đang chống lại sự chuyên nghiệp của Jung Hyuk sao? Quả nhiên, anh ta rất tức giận, hôm nay cô nhất định sẽ bị loại. Cuối cùng, quả nhiên So Eun đã thất bại, nhưng lại trở thành trợ lý trang điểm của anh ta. Cứ như vậy, một cuộc chiến khốc liệt trong thế giới sắc đẹp sắp đến. Đây là một cuộc thi trang điểm hàng đầu, chỉ có hai người tham gia, Jung Hyuk và đối thủ của anh. Họ đều là thiên tài hiếm có trong giới trang điểm. Nhưng trận đấu này đối với họ mà nói không hề đơn giản. Jung Hyuk đã thức cả đêm để vẽ ra cách trang điểm mà anh ấy muốn. Cuối cùng, anh quyết định bắt tay vào việc chọn một ngôi sao nam Kang Jo Jin, còn đối thủ lại chọn một sao nữ đang rất được yêu thích, Park Ji Hyun. Jung Hyuk dùng các màu mắt khác nhau tạo thành phấn, thêm nước vào giống như vẽ tranh, bôi xung quanh mắt Jo Jin, lại có thêm một cách trang điểm cá tính, anh bị trợ lý chất vấn. Nhưng khi Jung Hyuk trang điểm lần thứ hai, mọi người đều khen ngợi không ngớt. Lần thứ ba, anh dùng một màu trắng giải tùy ý lên mặt, dùng bàn chải đánh răng quét phấn mắt lên mặt, đơn giản tùy ý, con mắt của anh quả nhiên không sai, còn phong cách bên này thì hoàn toàn khác, thủ pháp của đối thủ cũng rất điêu luyện, cô thêm một nét bút vào phấn mắt của nữ minh tinh, khí chất lập tức khác hẳn. Tiếp theo, trang điểm khói, trên đầu nữ minh tinh cài thêm giấy thép vàng, vừa sang trọng vừa lạnh lùng. Những người có mặt ở hiện trường đều hết lời khen ngợi, trợ lý đều cảm thấy lần này chắc thắng rồi. So với tác phẩm đôi mắt cá tính của Jung Hyuk, tác phẩm của đối thủ rõ ràng là bảo thủ. Cuối cùng họ chọn ra tác phẩm mình cảm thấy đẹp nhất để tiến hành bình chọn. Đến lúc công bố kết quả, mọi người đều hồi hộp, nhưng không có gì nghi ngờ, Jung Hyuk đã giành chiến thắng. Cứ như vậy, phòng làm việc của Jung Hyuk ngày càng nổi tiếng, những vị khách lạ cũng ngày càng nhiều. Người phụ nữ này rất kỳ lạ, bạn xem dáng vẻ tự tin của bà ta, bạn có thể không tin, bà ta nghĩ mình trang điểm rất đẹp, nhưng thực tế là đến cháu ngoại cũng sợ bà ta. Nhưng bà ta nhất quyết không để người khác đụng vào mặt mình. Jung Hyuk mỗi lần đều muốn thay đổi cách trang điểm cho bà ta, nhưng không biết bao lần đều bị từ chối. Hôm đó, người phụ nữ mang theo bộ mặt trang điểm màu khói của mình lại đến. Jung Hyuk cuối cùng không chịu nổi nữa. Chỉ cần người nào có thể thuyết phục bà ta thay đổi cách trang điểm sẽ có được bộ đồ trang điểm phiên bản giới hạn. Các học viên nghĩ ra đủ mọi cách nhưng đều bị từ chối. Chỉ có So Eun có ý tưởng mới lạ, cô đánh phấn mắt tương tự, sau đó đến trước mặt người phụ nữ, tự tay lau đi. So Eun nói với bà ta, trang điểm không phải để che đậy bản thân mà để làm cho bản thân càng đặc sắc. Nhưng bà ta vẫn nghĩ đây là cách trang điểm phù hợp nhất với bản thân, vì bà ta là bà chủ, như vậy sẽ làm cho bản thân càng thêm khí chất, sau đó đuổi So Eun đi. Rõ ràng bà ta đã đánh giá thấp năng lực của Jung Hyuk, nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cháu ngoại, bà ta cuối cùng đã thay đổi, đồng ý để Jung Hyuk giúp mình trang điểm. Jung Hyuk đổi phấn mắt và son môi sang màu nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ nhìn mình trong gương, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Càng quan trọng là, đứa cháu vốn dĩ sợ bà không dám lại gần cũng chủ động tiếp xúc với bà. Hóa ra, thứ phù hợp với bản thân mới là thứ đẹp nhất,